rồi là, và các bạn đã thực hiện trò chơi rất là thông minh, nhưng tuy nhiên bên cạnh đó là tôi góp ý cho bạn chủ trò ấy là các bạn tổ chức trò chơi là sôi nổi lên đấy chưa. Mỗi lần mà các bạn mình đã có đáp án đúng ấy thì nên tổ chức là khen các bạn, khen ngợi các bạn, gợi ý cho các bạn để chúng ta có học sôi nổi trò chơi đấy chưa. Trò chơi đã thực hiện được nhưng mà chúng ta phải trầm nhá, đi nhớ chưa. Hôm trước các bạn đã học tiếng Việt bài 27C ô tập 1. Hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp tục học bài 27C ô tập 2. Bạn tiếp tục đi bạn. Thank you.
chết.